cũng như tất cả các cô chú anh chị, cũng như tất cả các nghệ sĩ khác hôm nay tham dự với lại nữ nghệ sĩ Thu Dân có mặt hôm nay để chúc mừng ngày hạnh phúc của một người bạn, một người bạn đồng nghiệp của Thanh Dường cũng như Thu Dân, nghệ sĩ Bùi Trường Đặng. Chúc Thanh Dường với nghệ sĩ Thu Dân xin phép được gửi lời chúc cho Bùi Trường Đặng và vợ được trăm năm hạnh phúc. Chúc cho tất cả quý vị các bạn trong buổi tối hôm nay được nhiều mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Trước thêm năm mới, những gì tốt đẹp nhất chúng ta mở lời cùng với nhau. Dạ. Nhân vật Bùi Trường Đặng này cũng có đôi lời chúc đến nam nghệ sĩ Bùi Trường Đặng, chúc cho anh cùng với chị trong năm tình duyên mặn và đầu nhiễm phương thê, và chúc cho tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và mọi điều may mắn, thành công tốt đẹp nhất ạ. Dạ. Một bài hát để tiếp tục chương trình hôm nay, xin gửi tặng tất cả quý vị bài hát được gọi tên Anh ở đầu sông. Em cứ sông xin gửi tặng tất cả quý vị. Xin cảm ơn những tay của tất cả. Xin cảm ơn. Vâng, kết hợp trước hai.